Xin chào mọi người, hôm nay em giới thiệu với mọi người video số 204 nha. Thì video của này của em có tất cả là 16 cây cần, gồm có cần câu tay nha, cần súp, cần iso khoen lớn và một vài cây cần khúc cắm gốc câu vít câu bè nha mọi người. Câu vít câu đáy câu bè. Thì số lượng tất cả là 16 cây cần. Em sẽ ship hàng toàn quốc nha, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán và phí ship của mỗi đơn hàng này đối với cần là 40.000. Ở đây em có hai cây đầu tiên số 1 và số 2 là hai cây cần tay lóng ngắn. Thì đối với những cây cần lóng ngắn như thế này thì phí ship của nó là 30.000 nha mọi người. Đầu tiên số 1 là một cây lóng ngắn như thế này. Đây, phần chưa của nó như thế này. Cây này thì có độ lớn của nó, phần gốc cần của nó rất là nhỏ gọn nha. Ở phần phía dưới này là phi 16.7 và phần ống cần trên này là phi 10 nha. Dài là 2m70. Lô này là hàng carbon toàn bộ. Đây, chi tiết của nó, chất của nó là chất carbon như thế này. Dài 2m7. Có màu như thế này. Đây là các lóng ở trong. Ngọn của cần đây. Cây này thì độ lớn của ngọn, cây này ngọn của nó là 1 ly nha mọi người. Độ cứng của cần này là tầm 2H. Lóng ngọn của cần đây. Lóng 2. Lóng 2. Lóng thứ 3 đây. Cần còn rất là mới nha. Có 5 lóng, có 5 lóng tất cả. Hình rất là mới đẹp. Em nhầm nhá, cần này có tất cả là 6 lóng mọi người, 6 lóng lóng ngắn. Sơn xước, trầy xước nó rất là ít luôn. Lóng gốc của nó đây. Dài là 2m7, độ cứng là 2H. Tổng thể này. Cái này là mã số 1 nha, thu gọn là 60cm. Nặng là 51g, số 1 giá là 350.000. Số 2 cũng là cây lóng ngắn. Cây lóng ngắn số 2 dài 4m50. Cây này là hàng của Suzumi nha, hàng của Korea. Phần gốc của nó như thế này. Phần gốc thì nó có phần phía dưới gốc này nó có bị, ở đây nó có bị trầy nhẹ ở đây nha. Hiệu là Suzumi và độ lớn của gốc cần là phi 19.6. Dài 4m50. Màu như thế này. Đây là ngọn. Ngọn cần là 1.06 ly nha, độ cứng 2-2,5 nha, cần ra thẳng nha mọi người. Đây là lóng ngọn nè. Lóng 2 đây. Thứ ba của cực. Cần này thì các lóng bên trong của cần còn rất là mới nha, rất là ít trầy xước. Các lóng còn rất là bóng đẹp. Lóng gốc của cần. Hàng Suzumi dài 4m50, cứng 2-2,5 nha. Tổng thể. Cây này nó có chiều dài thu gọn là 55cm, nặng là 127g, mã số 2 giá là 650.000. Tiếp theo số 3. Số 3 cũng là một cây cần tay carbon, cây này lóng dài nha. Cây này lóng dài như thế này. Phần gốc của cần. Cái này là phần tay cầm của nó, phần chu của nó cuốn nhựa và cuốn sợi mây như thế này. Tem nhãn của cần đây. Cái này hiệu của nó là Ebisu. Ebisu này là hàng nội địa của Nhật nha mọi người. Đây. Thì trên cần đây, trên này có ghi thông số độ dài của cần này là 5m4 nha mọi người. 5m4 nhưng mà chiều dài thực tế em đo của cần là 5m1. Phần ống cần này nó có độ lớn là phi 14.7.
dài là 5m1 nha. Rút tất cả là 6 lóng. Màu nâu cánh dáng và chất của nó là chất carbon xoắn như thế này. Đây là ngọn. Cây này độ lớn, độ cứng của cây này nó tầm khoảng 3H nha mọi người. 3H và độ lớn của ngọn này. Ngọn của nó là 1.48 ly. Ngọn quá không? Lóng 2 đây. Lóng thứ 3. Lóng thứ 4 đây. Thứ 5 của cần này. Cái này thì tất cả là 6 lóng. Lóng thứ 5. Lóng gốc của nó đây. Ebisu dài 5m1. Cứng tầm 3H nha. Chui của nó như thế này. Cái này là mã số 3, cân nặng là 158g, thu gọn là 106 cm. Số 3 này giá 650.000. Tiếp theo số 4. Số 4 là một cây cần 2 khúc câu bè. Cây này là carbon giả trúc nha, dài là 2m1. Phần gốc của nó là gốc gỗ, chui gỗ nha. Màu của nó là màu giả trúc như thế này. Bát của cần là bát kẹp Fury Stanley. Dài của cần là 2m1 nha. Còn rất là mới nha mọi người. Ở đây nó dính vết bẩn nè. Cái này khoen của cần là khoen Fury loại xứ xám. Đây là cái lóng gốc. Và ngọn đây. Tất cả các khoen đều là khoen Fury loại xứ xám hết. Cần có độ lớn của ngọn là 1.2 ly. Dài cần là 2m1. Cái này độ cứng của cần tầm 20 nha. Dài 2m1 và cứng tầm 20. Hai khúc như thế này. Cái này là mã số 4, nặng là 195g. Số 4 này giá là 700. Tiếp theo cần số 5. Số 5 cũng là một cây 2 khúc câu bè. Cây này là của Daiwa nha mọi người. Cứng 30, dài 1m80. Màu của nó là màu đen như thế này. Gốc của cần đây. Gốc của nó. Phần chui của nó cũng là chui gỗ, hiệu là Daiwa. Phần cán nó phủ nhám như thế này. Bát Fury Scanlit, bát kẹp. Dài 1m80, độ cứng 30, Daiwa HX. Hàng này là Daiwa xuất Nhật nha, đầy đủ tem nhãn này, thông số này. Khoen của cây này là khoen Fury loại xứ đen như thế này. Phần ngọn đây. Đây là ngọn của cần. Gồm bộ khoen hết nha mọi người. Khoen Fury loại xứ đen hết. Phần ngọn của nó được cuốn sợi như thế này. Đầu bu của cần là đầu bu Fury Six. Độ cứng trên cần ghi rõ là 30 1m8. Cây này thì phần ngọn của nó là tầm 1 ly 2 nha mọi người. Nó cuốn cái sợi như thế này nên là mình đo ly nó cũng không có chính xác lắm. Cứng 30. Tổng thể hai khúc như thế này. Cái này mã số 5, nặng 116g, cần số 5 giá 650.000. Tiếp theo cần số 6 nha. Số 6 em có là một cây ISO khoen nhỏ.
Ngay số 6 này là hàng của Sistar, Sistar Korea xuất Nhật nha. ISO khoen nhỏ. Phần gốc của cần là màu xám như thế này và phần gốc nó có tẩy xứ cái sơn nhám bên ngoài như thế này nha. Nó dính gần vào đây và nó tẩy xước như thế này. Thì cây này á, cái phần gốc cần nó có độ lớn là phi 25. Và phần phát máy này là phát Fury nha, phát Fury F7. Phát Fury F7. Hiệu là Sistar. Dài là 5m3, rút tất cả là 5 lóng, ngọn cần số 3 nha, ISO khoen lớn ngọn số 3. Cây này thực tế em đo của cần là 5m22 nha mọi người. Ngọn số 3, dài 5m22. Đấy, đấy là chiều dài thực tế em đo được nha. Ngoại hình của cần này thì nó có bị này, trầy xước xước xác như thế này ở trên phần gốc của cần nha. Chất của nó là chất carbon xoắn như thế này và trên cần thì nó có những cái vết trầy xước như thế này. Khoen của cần này toàn bộ là khoen Fury hết nha, khoen Fury loại xứ xám hết. 2, 4, 6, 8, 10, 12 khoen, tất cả bao gồm cả đầu bung, tất cả là khoen Fury hết nha mọi người. Đây là phần ngọn của cần. Độ lớn của ngọn là 1.6. Đây là lóng ngọn. Lóng ngọn của nó cũng là chất màu xoắn nha. Đây là ngọn của cần. Ngọn nó có màu đen như thế này. Nấm thứ hai đây, nấm thứ hai là nó phối màu đen và cái màu xám trắng như thế này, có tay xước này. Là lóng 2 của cần. Lóng 3. Đấy, từng cái đầu lóng ở cái màu xám ở đây là nó có những cái vết trầy xước như thế này nha mọi người. Lóng thứ 3 đây. Này, có xước xác. Lóng thứ 4. Lóng thứ 4 đây. Đây là lóng thứ 4, là lóng kề gốc. Xước xác như thế này nha. Và lóng gốc của nó đây. ISO khoen nhỏ, ngọn số 3 nha, dài 5m22, hãng cần là Sistar, hàng Korea xuất Nhật, khoen bát là full Fury hết. Tổng thể của cần đây. Cây này là mã số 6, nặng 295g, thu gọn 118cm. Số 6 này có giá là 650.000. Số 7 là một cây cần rút. Cây này dài 3m9, độ cứng của cần tầm 20-25 nha. Dài 3m9, hãng cần là Olympic. Phần gốc của nó đây, phần chui cần như thế này. Cái này thì ở trên phần gốc của nó, phần thân cần này, nó có trầy xước nha, tróc sơn trầy xước như thế này. Hiệu là Olympic Plus Bin, dài là 3m90. Và độ lớn của gốc cần là phi 23. Phi 23, hiệu là Olympic đây. Phát của cần này là phát Fury FS6 nha, Fury FS7, phát kẹp màu đen nha. Ở đây phải dính vết băng dính nha. Olympic Century có trầy xước nha mọi người, có bị những cái vết xước xác như thế này trên cần. Khoen của cần này nó cũng là khoen Fury loại xước xám hết, có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu bu, 5 khoen Fury xước xám nha. Cái này độ cứng của nó tầm 20-25 và độ lớn của nó là 2,5 ly, gần 2,6 ly nha mọi người. Ngọn của cần đây, ngọn của nó là chất cực độc non sống như thế này. Nấm 2. Nấm 2. Lóng thứ 3 đây. Ngoại hình thì đây là lóng kề gốc này, nó có những cái vết xước xác như thế này nha. Xước xác như thế này. Bốn lóng tất cả
lóng kìa, đây là lóng gốc của cần, lóng gốc đầu tiên của nó này, Olympic Century, khoen bát là full fury, dài là 3m90, độ cứng là 20-25 nha. Tổng thể của cần thì cây này là mã số 7, nặng là 342g, thu gọn 107 cm. Cần số 7 này có giá là 700.000. Cần số 8 là một cây khoen lớn ISO, ngọn số 3, dài là 5m30. Cây này là hàng Suzumi nha mọi người, hàng của Suzumi màu xanh như thế này. Thì phần gốc của cần đây, gốc như thế này, màu xanh này là màu, cái này là màu xanh xanh dương. Ngọn phần gốc của cần là phi 23.8 ly, hiệu của nó là Suzumi, có những cái vết tróc sơn nhẹ nhẹ ở này nha mọi người, đây nó tróc sơn như thế này. Bát của cần là bát vặn Fury, ngọn số 3, dài 5m3, Suzumi Power 4 Silos, có thầy xước này, tróc sơn ở đây. Cái này là hàng China xuất Nhật nha, Suzumi của China xuất Nhật, màu xanh như thế này, có thầy xước tróc sơn ở trên phần lóng gốc như thế này. Nhìn chung ngoại hình của cần này còn khá đẹp mắt nha, nó chỉ có bị tróc sơn một vài cái vị trí như thế này thôi. Thì cây này chiều dài thực tế em đo là 5m21 nha mọi người, trên cần ghi là 35m3 nhưng thực tế em đo là 5m21. Khoen của cần này là khoen Fury hết, khoen Fury loại xứ xám hết này, 2, 4, 6, 8 khoen bao gồm cả đầu bung, dùng cần ISO khoen lớn. Cái này thì phần ngọn của nó cũng có màu xanh đồng bộ với cần luôn nha. Phần ngọn của nó là 1 ly 9, ngọn số 3 của ISO khoen lớn nha, chất của nó là xoắn như thế này. Cái này thì ở các lóng ở phía trong nó còn đẹp hết nha, nước sơn, màu sơn thì chi nó cũng còn đẹp, không có tróc gì ở các lóng trong nhiều hết. Em sẽ đi chi tiết cái lóng trong như thế này, màu sơn của cần còn rất là đẹp luôn. Màu sơn phía trong còn rất là bóng nha. Ở đây nó có một cái đây, tróc nhẹ cái lớp sơn ở đây nha. Đây là cái lóng thứ ba, lóng thứ ba từ góc lên nha. Lóng kìa góc đây, ở đây nó bẩn mọi người nha. Đây là dính vết băng dính này. Đấy, cái này là vết bẩn của cần, chứ không phải là nó cần này không, chỗ này nó bị trầy đâu, dính vết bẩn này, cái cần dính nó xước xác ở đây nhẹ thôi nhé. Này, này có vết xước xác nhẹ, đây là lóng kề góc của cần và lóng góc của nó. Đây, góc sơn, ngọn số 3, dài là 5m21, hàng của Suzumi nha mọi người. Tổng thể đây thì cây này là mã số 8, nặng là 348g, thu gọn 104 cm, số 8 giá 750.000. Số 8 là tiếp theo là số 9 nha. Số 9 là một cây cần súp, cây này còn rất là mới nha, cây này mới tinh luôn, Dream súp, dài 3m9. Cây này thì phần lóng, phần ngon, độ lớn của phần gốc này nó khá là gọn nhẹ. Gốc này nó có độ lớn là phi 22.5. Ngoại hình cần của cây này còn rất là mới luôn, màu xám trắng. Phần chui của nó này, phần cán của nó như thế này, hiệu của nó là Suzumi. Suzumi này là của Korea xuất Nhật nha. Thông số trên cần này, màu xám trắng phủ ánh nhũ như thế này, hiệu của nó là Dream Sub, dài 3m90. Cái này còn rất là mới, Park Fury FX7, Suzumi Subcutting. Cái này khoen của cần là khoen Fury hết nha, có 5 khoen bao gồm cả đầu bu. Cái cần sub là khoen đầu tiên và khoen gập, khoen gập như thế này. Ngọn của cần nó có màu xám bạc, đồng bộ màu toàn cần. Ngọn của nó là 1.99 ly. Cây này thì độ cứng của nó tầm 20-25 nha, cần súp đầu câu đầu cần nha mọi người. Lóng ngọn của nó đây, con xoắn như thế này.
câu ngâm, câu lăng xê, câu đầu cầm, đầu cần nha. Cái này không có đánh lục xa bờ được nha mọi người. Nói chung á là những cây lục mà độ cứng 25 đổ về mọi người không đánh được xa bờ. Đánh xa bờ mọi người tìm những cái cần có độ cứng từ 30 đổ lên nha. Đấy, ngoại hình của nó rất là mới, nó hầu như không có vết trầy xước nào đâu. Ở đây là vết bẩn nha. Ngoại hình cần này còn rất là mới đẹp nhé. Dream Sub dài 3m9, cứng 20-25. Đây tổng thể của cần đây. Cái này là mã số 9, nặng là 337g, thu gọn 107cm. Số 9 này giá là 900.000. Tiếp theo số 10. Số 10 cũng là một cây sub, cây này dài 4m2 nha. 4m2, độ cứng 25. Đây, tổng thể như thế này. Cái này là phần gốc của nó đây. Gốc của nó là gốc phủ nhám như thế này. Cái này thì gốc cần có độ lớn là phi 25.6, dài là 4m2, độ cứng 25, có trầy xước trên phần gốc cần như thế này. Hai cái bon ross hiệu của nó đây. Astaros Sub, cây này hàng của Korea nha mọi người, hàng Korea. Và part của cần này là part Fury FS7 C-Mat này, hàng Korea xuất Nhật. Màu của nó này, màu phố như thế này. Thì cây này khoen của cần nó cũng là khoen Fury hết. Khoen Fury lõi xứ xám có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu bu để ba gập như thế này. Dài cần là 4m2, độ cứng 25 và độ lớn của ngọn này. Ngọn cần có độ lớn là 2.7 nha mọi người, 2.7. Đây là lõm ngọn. Lõm ngọn của nó đây. Lõm thứ hai. Lõm thứ hai của cần. Lõm ba đây. Cái này tất cả là 4 lõm nha. Này có lõm trong thì nó không có trầy xước gì đáng kể hết. Xước xác sơ sơ như thế này thôi nha mọi người. Đây là lõm kề gốc. Lõm gốc của cần đây. Xóa như thế này. C-Mat hàng Korea xuất Nhật, cứng 25, dài 4m20. Chủ yếu nó chảy xước ở đây này, cái phần gốc như thế này, phần chui. Và tổng thể cái này mã số 10, nặng là 395g, thu gọn 118cm. Số 10 này có giá là 900.000. 11 cũng là một cây cần sấp, cứng 25 và 4m2 nha mọi người. Cây này là hàng của Cirrus. Cirrus Rao Grip. Màu của nó đây, màu như này. Đây là phần chui của nó này. Cây này thì gốc của cần nó có độ lớn là phi 25.8. Phát của cần là phát Fury FS7. Phát tên vàng như này. Cái keo quấn phát ở đây nó hơi xấu nha mọi người. Nó hơi bị ngã màu nhưng mà nó rất là chắc chắn, nó chưa bị cái gì hết á. Nó ngã màu xấu như thế này nè. Đấy. Dài 4m2 nha, Cirrus này cũng là hàng của Korea luôn nha. Đây, hai quality carbon. Khoen của cần này nó cũng là khoen. Khoen này cũng là khoen Fury nha mọi người. Khoen Fury loại xứ xám có tất cả là 5 khoen. Bao gồm có đầu bu như thế này. Ngọn cần là 2.4, độ cứng 25. Cây này á, phần đầu lõm này nó bị rắp sơ một ít ở đây nha. Đây. Cái này nó có màu đồng bộ toàn cần, nó màu vàng nhợt nhợt như thế này. Đây là cái lõm ngọn. Lõm 2 đây. Lõm 2 nó cũng có xước xác mọi người nha. Đây này. Trầy xước nhẹ nhẹ như này. Bốn lõm tất cả. Lõm thứ ba. Lõm ba này nó có trầy xước.
Để xước cái phần này. Đây là lõng kề gốc nha. Tôi xước. Và lõng gốc của cục. Cirrus dài 4m20. Cứng 25 nha mọi người, tổng thể của cục. Cái này là mã 11, nặng 400g, thu gọn 118 cm. 11 giá 850.000. Số 12. 12 em có một cây sô khen lớn, cây này của Daiwa nha, hàng đời cao nha mọi người. Đấy, cây này là Daiwa Season, hàng made in Japan. Cây này là hàng đời mới. Phần gốc của nó đây. Phần gốc của nó. Đây, có trầy xước ở trên trần. Đây có vẻ vết cắp sơn ở đây nha. Đây, ngoại hình này. Có những cái vết rắp sơn ở cái phần gốc như thế này nha mọi người. Cái này thì phần gốc của cần có độ lớn là phi 26.4. Và bát của nó đây, bát Daiwa. Bát Daiwa HS. Đây, bát này. Daiwa Sidon. Hàng made in Japan. Ngọn số 4, dài 5m3, mã code đầy đủ nha. Ở đây nó có bị trầy xước nha mọi người. Daiwa Sidon. Made in Japan. Ngọn số 4, dài 5m3. Cây này chiều dài thực tế của nó là 5m1. Dài 5m1, ISO khoen lớn, lem nhãn đây, màu này. Khoen của cây này đây mọi người, cây này khoen xích hết nha. ISO khoen lớn nguyên dạng, khoen của nó là khoen xích hết. Gồm có là 2, 4, 6, 7, 8 khoen bao gồm cả đầu bu. Khoen Fury xích nha, chân xám. Đầu bu của nó này, cây này nó lai đầu bu. Đầu bu của nó cũng là đầu bu Fury nha. Đầu bu Fury, Fury thứ xám như thế này. Đây. Nó lai đầu bu. Nó tất cả là các khoen của nó như thế này nè. Ngọn cần này nó có độ lớn 2 ly rưỡi. Đây, chất của nó này. Các khoen phô của nó là phô xoắn như thế này nha. Đường dẫn lóng đầy đủ nha mọi người. Đây là lóng ngọn của cần. Lóng 2. Định vị nè. Dẫn lóng đầy đủ nha. Đây là lóng thứ 2. Lóng 3 đây. Lóng thứ 4. Cái khoen đầu tiên á, khoen đầu tiên của cây này, khoen đầu tiên là khoen chạy nha. Đấy, khoen lớn nhất, khoen đầu tiên là khoen chạy. Các lóng ở trong này còn khá là đẹp nha, nó không có trầy xước gì nhiều, các lóng bên phía bên trong hết. Góc cần thì nó có hơi bị sơ xước. Đây. Sơ xước như thế này ở cái lóng góc của cần nha. Daiwa Sidon, made in Japan, ngọn số 3, dài 5m1, à, ngọn số 4, dài 5m1 nha. Daiwa Sidon dòng đời cao. Tổng thể của cần đây. Cái này là mã số 12, nặng 356g, thu gọn 120 cm. 12 giá là 1.800.000. 13 nha. 13 ở đây em có là một cây cần cắm gốc câu dít. Câu dít, câu ga nha mọi người. Một cây cắm gốc. Cái này là cắm ở đây, cắm gốc ở đây. Cây này là của Nissin. Phần chui của nó như thế này. Chui của nó là chui gỗ như thế này nha. Cán cầm mút xốp màu đen, bát Fury tem vàng. Bát phản Fury tem vàng. Đấy. Cắm gốc như thế này. Đây là phần ngọn của nó nè. Bát của nó là bát Fury nha. Tem vàng của cầm. Hiệu của nó là Nissin Lucido, dài 1m90, cần cắm gốc. Khoen của cần này là khoen Fury lõi xứ xám. Lõi xứ xám như thế này. Đây, có tróc sơn ở đây nha mọi người. Cái ngoại hình nó có một vài vị trí nó bị tróc sơn. Tất cả các khoen đều là khoen Fury lõi xứ xám hết. Đầu bu của cần này là đầu bu Fury Six nha. Đầu bu Fury Six.
ngọn 2.18 ly. Độ cứng của cần này nó tầm khoảng là 80 nha, cần cắm gốc độ cứng của nó tầm khoảng 80, hãng Nissin. Nissin dài 1m92 khúc như thế này. Cái này là mã số 13, nặng 402g, 13 này giá là 1.200.000. 14 cũng là một cây cần cắm gốc. Cây này cắm gốc 2m1, ngoại hình cây này còn rất là đẹp nha. Khoe của cây này nó cũng rất đẹp. Gốc của cần đây, gốc của nó là, cái này là cũng một cái dạng cây cần câu vít nha mọi người. Phần gốc của nó là cán mút xốp màu đen, phần cán này. Đây là gốc này, là cái phần này là phần nhôm nha. Bát Fury, bát lặng. Cắm gốc như thế này. Đây là phần ngọn của nó này. Dài là 2m1, hàng nội địa nha mọi người. 2m1 và khoen của nó này, chỉ qua Fury đời mới như thế này. Này, xứ của nó là xứ xít nha. Khoen của nó rất là nhiều khoen, gồm 2 này, 4, 6, 8, 10, 11 khoen bao gồm cả đầu bô. Đồng bộ khoen hết nha. Xích hết. Khoen ở trên này thì cái vị trí keo ở đây nó hơi bị đây. Đây nó lột keo lên tí ở đây thôi nè. Nó bị ngã màu keo. Một vài vị trí ở đây. Khoen là khoen Fury hết nha mọi người, đầu bu cũng vậy. Fury ship. Ngọn là 2.14 ly. Cái này là dạng cần dít nha. Cái này tải mồi tầm khoảng là 150g nha. Đây. Tổng thể như thế này. Khoen cũng khá đẹp nha. Rồi cây này là mã số 14, nặng là 416g. Cây 14 này giá là 1.400.000. Rồi em chỉ kịp giới thiệu với mọi người là 14 cây thôi nha, 2 cây 15, 16 em sẽ lên ở video sau nha mọi người. Và mọi người quan tâm cây nào vui lòng liên hệ với shop qua số điện thoại 0932455407, kết nối Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho shop em để chốt đơn hàng nha mọi người. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.